Tại khu vực đồi phòng không thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa, huyện Tuy Hòa, tỉnh Quảng Bình. Hiện nay phía dưới chân đồi thì có 37 hộ dân đang sinh sống và nguy cơ bị sạt lở đất rất là cao, và đặc biệt là có 8 hộ là nằm trong nguy cơ cao. Mà hiện nay trên phía đỉnh đồi thì đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Mùa mưa bão sắp đến rồi thì cái vấn đề mà sạt lở đất ở khu vực này là quá nguy hiểm. Tại thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa, năm 2020, khoảng hơn 2.500 khối đất đã sạt xuống lấp đường giao thông. Huyện Tuyên Hóa đã cho di dời một số hộ dân lên đây. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều hộ dân đang sống dưới đồi đất lớn, không biết sẽ đổ úp xuống khi nào. Đến mưa mưa bão nó rất lo, đến đêm mưa mà ngày mưa là cần nằm để tỉnh táo để có thể không có âm âm mà chạy rồi. Thì bản chẳng là ra thoát lại tất cả các hộ gia đình và xem xét cái tình hình đối với những hộ nguy cơ cao thì xây dựng những kế hoạch để di dời khẩn cấp. Mưa dài ngày, lượng mưa lớn thì chúng tôi kiên quyết di dời bà con ra khỏi khu vực. Địa bàn hai huyện miền núi Tuyên Hóa và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình có trên 50 điểm nguy cơ sạt lở đất với khoảng hơn 40 hecta, ảnh hưởng đến khoảng gần 500 hộ dân. Nhiều phương án được hai địa phương này đặt ra trước mùa mưa bão tới. Mưa lũ xảy ra thì vận động bà con thì đến điểm di rời đến nơi an toàn. Huyện cũng đã báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh để có sự thăm dò địa chất, có hướng giải pháp cụ thể cho các hộ. Chúng tôi đang chỉ đạo là các xã ra soát lại để tìm một quỹ đất và sẽ xây dựng cả cái khu tái định cư để lâu dài cho bà con. Và cái này thì Ủy ban nhân dân huyện đang còn xin ý kiến của Ủy ban tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền để triển khai sớm trong thời gian tới. Mặc dù hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa đã xây dựng một số khu tái định cư, tuy nhiên còn quá nhiều hộ dân đang sống trên các vách núi, bên các sườn đồi. Sạt lở đất luôn là nỗi lo sợ với người dân vùng cao Quảng Bình.